chào quý vị và bạn. Phóng viên sắc màu cuộc sống đang có mặt tại một nút giao ngã tư tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và ghi hình lại những hình ảnh từ cuộc sống người dân, những hình ảnh tham gia giao thông của người dân, những âm thanh, những hình ảnh quen thuộc của người dân bình thường của người dân nơi đây để chia sẻ với quý vị và bạn. Các bạn thấy đây là một nút giao tại đầu đi vào trung tâm của thị xã Từ Sơn. Có một vòng xuyến rất là to, hai bên đường thì rất nhiều nhà cao tầng. Còn bên đường phố thì cũng đã có được thông tin môi trường đô thị, quét rác và làm sạch đường phố. Phẩm phương tiện của VNPT rất là to. Các bạn thấy mật độ giao thông đang không khá là tấp nập và đông. Và nút giao ngã tư này, đây là một nút giao giao thông rất quan trọng tại đầu đường đi vào trung tâm của thị xã Từ Sơn. Nút giao này hiện chưa có đèn giao tham giao tín hiệu, đèn tham giao giao thông, đèn điều khiển giao thông. Nên các phương tiện sẽ đi vòng xuyến, nên sẽ tránh nhau và nếu như mật độ mà cao nữa thì sự di chuyển rất là khó khăn. Quý vị bạn đã theo dõi một vài hình ảnh giao thông tại một nút giao ngã tư trên đường phố thị xã Từ Sơn. Những tiếng âm thanh còi xe phương tiện tham gia giao thông khá là đông. Những hình ảnh đời thường chân thực nhất và đời sống người dân nơi đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Hãy like và chia sẻ video cho người xem. Đồng thời nhấn một cách đăng ký kênh để thường xuyên nhận được những video mới nhất trên kênh Sắc Màu Cuộc Sống. Xin trân trọng và chúng ta hẹn gặp lại quý bạn ở những chia sẻ tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.